cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình hưng yên sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030, gồm có khu công nghiệp Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, khu công nghiệp Phổ Hiến, khu công nghiệp số 4, số 7, khu công nghiệp Kim Động, Ân Thi, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục, Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Bãi Sậy, khu công nghiệp Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, khu công nghiệp Ân Thi 1, phủ cử, phủ cử tiên lữ 1 và khu công nghiệp Văn Giang. Trong đó, khu công nghiệp Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám có diện tích 200 ha được quy hoạch nằm bên đường Tân Phúc Võng Phan, thuộc địa bàn xã Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Đây là khu vực gần với nút giao Tân Phúc quốc lộ 38 đang xây dựng. Theo quy hoạch, khu công nghiệp này có diện tích khoảng 200 ha, tiếp giáp với quốc lộ 38 và đường Tân Phúc Võng Phan. Khu công nghiệp này cũng tiếp giáp với đường tránh quốc lộ 38 đoạn qua xã Quang Vinh. Khu công nghiệp này cũng gần cầu Tam Đô trên đường Tân Phúc Võng Phan nối sang khu công nghiệp Tân Á Đại Thành. Bên cạnh đó, tuyến đường Tân Phúc Võng Phan đang xây dựng có thể giúp khu công nghiệp này kết nối nhiều dự án khác trong tương lai. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm nghiên cứu sớm quy hoạch và đầu tư Quốc lộ 5 theo phương án đường trên cao. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Dương, phương án đường trên cao sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với phương án mở rộng. Cụ thể, phương án này sẽ phải bố trí quỹ đất mới, tiết kiệm đất, sử dụng đất hiệu quả, thông minh do không phải mở rộng, do không phải giải phóng mặt bằng trên tuyến chính, các khu cụm công nghiệp, các khu dân cư hiện trạng hai bên tuyến đường nên giảm chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, dự án quốc lộ đi trên cao khi đưa vào khai thác sẽ đảm bảo được tốc độ thiết kế, tiết kiệm đáng kể thời gian lưu thông, giải quyết được bất cập về hạ tầng giao thông, đặc biệt các giao cắt cùng mức hạn chế đến mức tối thiểu về tai nạn giao thông. Việc xây dựng quốc lộ 5 đi trên cao còn giúp chủ động phương án thi công, rút ngắn tiến độ triển khai công trình. Được biết, quốc lộ 5 là trục huyết mạch tại khu vực phía Bắc, đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến từ năm 1998, với quy mô đường cấp 2 đồng bằng từ 4 đến 8 làn xe. Tuyến đã được các địa phương lấy là trục phát triển kinh tế, đặc biệt các phương tiện vận tải lớn đi và đến các cảng Hải Phòng với lưu lượng xe trên ngày rất cao. Quốc lộ 5 có chiều dài 116 km là tuyến đường huyết mạch tại khu vực phía Bắc, được vào khai thác sử dụng toàn tuyến từ năm 1998, với quy mô đường cấp 2 đồng bằng từ 4 đến 8 làn xe, được các địa phương lấy là trục phát triển kinh tế đặc biệt, các phương tiện vận tải lớn đi và đến các cảng Hải Phòng với lưu lượng xe mỗi ngày rất cao. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương cho biết tình hình tai nạn giao thông trên tuyến hết sức phức tạp thường xuyên xảy ra ủn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Riêng đoạn qua tỉnh Hải Dương dài 44 km, nhưng từ năm 2021 đến nay đã xảy ra 228 vụ tai nạn chiếm 18%, trong đó làm thiệt mạng 85 người chiếm 13%, bị thương 139 người chiếm 16% số vụ tai nạn, số người thiệt mạng và bị thương toàn tỉnh. Theo phương án, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập, quốc lộ 5 vẫn giữ nguyên quy mô hiện trạng. Với vai trò rất quan trọng của tuyến quốc lộ 5, hiện nay cũng như trong tương lai thì việc sớm quy hoạch và đầu tư mở rộng hoặc làm đường trên cao là rất cấp thiết và cấp bách nhằm đáp ứng được yêu cầu tam giác phát triển kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh giải quyết được tình trạng mãn tải và an toàn giao thông trên tuyến. Sau khi được bổ sung nguồn cát từ các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, các nhà thầu bắt đầu tăng tốc thi công dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh để kịp thông xe toàn bộ trong năm 2026. Tính đến giữa tháng 10 năm 2024, tiến độ dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 47 km đạt gần 20%, trong đó có 4 gói thầu đạt khoảng 27,3% và 6 gói thầu đạt khoảng 13,5%, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết Đến nay, các gói thầu đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn đáp ứng được tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc chậm cung cấp cát xây dựng có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án trong thời gian tới. Ban Giao thông cho biết, năm 2024, đoạn đi qua thành phố Hồ Chí Minh cần 3,7 triệu mét khối cát để thi công, nhưng đến nay các nhà thầu mới có khoảng 1,1 triệu mét khối cát từ các nguồn cát thương mại trong nước và cát từ Campuchia để thi công dự án. Ban giao thông cùng các nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ còn lại và tăng cường huy động cát từ các mỏ cát đã được các địa phương cam kết hỗ trợ phục vụ dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Đại diện Ban giao thông cho biết, một số gói thầu có tiến độ đạt gần 50%, như gói thầu xây lắp cầu bình gửi đạt 47,4% khối lượng hợp đồng, gói thầu xây lắp nút giao bình chuẩn đạt hơn 25%. Dẫn đầu về tiến độ trong dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là đoạn qua tỉnh Long An. Tính đến đầu tháng 10 năm 2024, dự án đi qua tỉnh Long An đã thi công đạt 45% khối lượng tổng thể, trong đó có hạng mục đạt và vượt tiến độ so với hợp đồng nhà thầu đã ký kết. Đáng lo ngại nhất là đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai, dù chỉ có chiều dài 11,2 km nhưng đến tháng 10 năm 2024 địa phương này vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng để nhà thầu thi công. Đến nay, tiến độ thi công đoạn này mới đạt gần 10% tổng khối lượng dự án. Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung các thủ tục theo quy định để triển khai dự án cảng cá hòn gai kết hợp khu neo đậu tránh chú bão và khu hậu cần nghề cá tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. Dự án cảng cá hòn gai kết hợp khu neo đậu tránh chú bão và khu hậu cần nghề cá được quy hoạch tại khu vực neo đậu cái xà cong, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nằm trong quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch cảng cá mới mở rộng 61,62 ha bao gồm các hạng mục bến cảng khu vực neo đậu tránh chú bão cho khoảng 600 tàu, khu hậu cần nghề cá, bảo tàng làng trài cổ, nhà chờ cho du khách và thủy thủ đoàn, bãi đỗ xe cùng hệ thống đường giao thông và nạo vét khơi thông dòng chảy, suối, khe cá, tổng mức đầu tư ước tính là 600 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long đang trình thẩm định quy hoạch chi tiết 1 trên 500. Dự kiến trong tháng 11 năm 2024, các bước nghiên cứu khả thi sẽ được thực hiện, lấy ý kiến từ các bộ ngành liên quan để triển khai dự án. Cảng cá hòn gai được xếp vào cảng cá loại 2, dự kiến có khả năng đón 90 lượt tàu, dài 30 mét mỗi ngày, với sản lượng thủy sản qua cảng đạt khoảng 15.000 tấn trên năm. Diện tích vùng nước tại cảng rộng hơn 10 hecta, cảng rộng hơn 2,5 hecta. Luồng tàu kết nối từ cảng đến hệ thống đường thủy nội địa quốc gia đáp ứng hoạt động cho các tàu cá có chiều dài tối đa 30 mét, đồng thời là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu cá có kích cỡ tương đương. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Nam, trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sẽ do liên danh công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco và công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nam làm nhà đầu tư. Dự án có tổng diện tích là 115,1 ha với quy mô dân số khoảng 13.956 người, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.764 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028. Theo quy hoạch, đất ở sẽ chiếm khoảng 31,3% tổng diện tích dự án với các công trình trung cư, nhà liền kề, biệt thự đơn lập và song lập. Trong đó, trung cư được xây dựng trên 4 lô đất với chiều cao tối đa 17 tầng, 230 lô đất nhà liền kề sẽ được xây cao 4 đến 5 tầng, 12 biệt thự đơn lập cao 3 tầng, 16 biệt thự song lập cao 3 tầng. Bên cạnh đó, dự án này cũng sẽ có các công trình thương mại dịch vụ, trường học, thể thao, y tế. Nhà đầu tư thực hiện dự án là công ty liên danh cổ phần đầu tư bất động sản Tasco, công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nam, trong đó Tasco là thành viên đứng đầu liên danh. Cách đây 2 tháng, Tasco cũng bắt đầu triển khai khu công nghiệp với tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng tại các phường Yên Bắc, Tiên Nội, Hòa Mạc và các xã Tiên Ngoại, Yên Nam, thị xã Duy Tiên. Hà Nam nằm ở cửa ngõ phía nam Hà Nội cách thủ đô khoảng 65 km, Tính đến tháng 6 năm 2024, Hà Nam đã có 8 khu công nghiệp đang hoạt động với 582 dự án đầu tư, bao gồm 350 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 6 130...